xin vào phòng thi liên tục nhắc bài, ném phao cho bạn cùng thi. Anh ném phao cực chuẩn, không trượt phát nào. Ramos thì ngồi chơi linh tinh, không chịu làm. Đến gần cuối giờ chuẩn bị thu bài mới bắt đầu làm cuống cuồng. McElroy thì đang thi lăn ra ốm, nhập viện luôn khỏi thi. Suarez hỏi bài bạn bên cạnh, bạn không nhắc thì dọa ra trường bị cắn. Costa hỏi bài bạn bên trên, bạn không nhắc thì dọa ra trường sẽ bị ăn đánh. Neymar hỏi bài bạn bên cạnh, bạn không nhắc thì lăn đụng ra lớp khóc lóc ăn vạ. Lionel Messi trốn thi, xong rồi gọi bố ra xin điểm hộ. Ronaldo tư chất bình thường, nhưng do cố gắng học tập nên đã vượt qua tất cả các kỳ thi trong năm nay. Torres đi thi, cả thế giới cầu nguyện cho anh làm được bài. Griezmann là bài thi xong nhanh thứ nhì phòng, người làm xong nhanh nhất là Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic chỉ chọn câu khó nhất trong đề để làm, câu dễ bỏ qua không thèm làm. Xavi và Iniesta hai người làm chung một bài thi. John Terry thì vừa làm bài thi vừa cua luôn giám thị nữ. Alexis Sanchez vào phòng thi toàn thằng ngu, thế là một mình anh nhắc luôn bài cho cả phòng thi, gánh cả phòng thi qua môn. Benzema vừa làm bài vừa mang máy quay phim vào phòng thi để quay các bạn trao đổi bài rồi mách bộ giáo dục. Robben thì chấp nghiệm, chỉ chọn những đáp án ở bên cột bên trái, không bao giờ chọn cột bên phải. Còn Lê Công Vinh tự thi được điểm cao, nhưng đi cả lớp trên tôi bảo do gặp may, không ai chịu nhận tài năng của ai cả. Ha 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 ha